Đây các bạn ơi, anh Bảy vừa để xuống nhiêu, để xuống có mấy giây hả? Anh Bảy, dính một con cá rô nữa nè. Đâu cho em coi con cá rô bỏ vô rổ, kêu rồ, kêu lột rột. Tội nghiệp quá à, cá rô ơi, con cá rô này to nè. Các bạn, anh Bảy mới để xuống có mấy giây à, chừng 5-10 giây à. Cầm lên nó không nhúng nhích vậy, nó dậy không đâu, vậy để vô cái, để vô cái, cho anh để vô cái này coi, đừng ấy. Hello anh Bảy, Hello, hello. hello, Bữa nay câu cá nhỏ mà câu cá bự nha. mai câu cá mai mai câu cá hồi ha. Ê nước nó nhiều quá, nó giật ra ngoài không, Mới câu cá mấy chục phao. mấy chục phao mười mấy phao hả mấy mấy chục phao hả? Để mình đi xuống dưới mình quay anh Bảy nha các bạn. Bây giờ mình đang ở trên cái gờn. Wow, đâu cho em coi. Wow, nó cho hỏi cho Alex đi. Ok. Này nhiều trời lạnh nó cá ăn ha. Alex thấy ông ngoại không cho Alex đi á. Ông ngoại không cho Alex đi á. Hụt đi. Cái mồi còn không? Lá cây bắt đầu vàng rồi các bạn ơi. Wow, bữa nay nhảy nha, mới để xuống có mấy giây? 10 giây không? Con này to nè. Bỏ xuống là kéo, bỏ xuống kéo. Con này to nè. Chắc mưa mới hết hồi trưa. Đó các bạn đâu. Hello anh Bảy. Hello. Của mình nằm im re à, không có dính con gì hết các bạn ơi. Bên kia các bạn thấy trời nắng lên rồi. Hồi trưa thì có hơi mưa, bây giờ lá cây sắp chuyển vàng thôi à. Của mình nè, mình câu của mình nằm đây rồi, tại mình quay video rồi nên mình không có câu nữa. Đây. Ô, anh Bảy kéo ra. Đâu, ok. Anh Bảy dính nè các bạn ơi, dính cá rô. Cá rô nha. Không biết kéo không? Đây anh Bảy dính con này to nè các bạn ơi, con này bự nha. Wow, con này bự nè. Đó. Đây các bạn ơi, anh Bảy dính một con nữa, anh mới liệng xuống à, còn mình sao dính không được con nào hết trơn á. Wow, anh Bảy mới để xuống có mấy giây à các bạn ơi. Đâu anh Bảy? Bảy đâu? Wow, mới để xuống có mấy giây à. Mà anh giật lên em không quay được. Con thứ nhì nữa đây. Wow, anh Bảy hay. Con thứ ba, con này to nè. Con này to quá. Từ hello. Caro, em thích ăn con nhỏ vậy à?
hơi to nè. Đây. À, cá chê, no, cá rô. Cá rô đồng nha các bạn. Nên bảy câu cá rô đồng. Rồi. Dụ. Đâu? Đâu? Bông súng màu hồng là đẹp không các bạn? Wow, ôi, có màu vàng, cá rô đẹp quá. Sợi. Nó nhầm lúc em không quay. Đi với bạn, cái anh này anh bơi xuồng này, anh đi câu nè các bạn. Đồ câu ngoài cá bự bự ha. Ừ. Còn cá bự bự không? Ừ. Chưa xí. Ừ, cá rô. Buộc à? Hút ơi. Hút con bự rồi. Đi đi mới hụt một con bự quá, kéo lên nó vuốt coi. Hồi nãy vô con bự, còn con này bự hay nhỏ? Dạ. À, let's see. Okay. Honey, em mới tắt cái anh thấy được. Con bự. Đâu? Con gì, con cái gì vậy? À, ồ, cái. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Xảy đó. Không phải. Này là baby catfish. Oh, baby catfish. Oh my god. Chị thả lại à? Thả lên để nó còn nhỏ quá. Có bóng. Qua em phải cầm cho nó gớt đất luôn á. No, cho bỏ đi. Thả lại ha. Để nó còn nhỏ. Con cá này có ngạnh ghê. Cá này còn nhỏ phải thả lại nha các bạn. Nhưng mà đụng nó ngạnh lắm. Bây giờ đây có nước nè, cho nó gớt xuống đây hay là anh canh nó ngoài kia đó. Từ anh kẹp nó cái đó. Rồi nè, đem lên rồi đây. Này too small, so let it go, let cho thả con cá này đi nha các bạn, tại nó còn nhỏ quá. Cá chê. À, cá chê nhỏ đó. Việt Nam thì kêu cá bóng này. Ở Việt Nam các bạn Việt Nam thì gọi là cá bóng, mình không hiểu nữa, cá bóng. Nè. Ok, thả đi, nó còn nhỏ. Ok. To không? Ok. Đi câu cá trên đường về nè các bạn ơi. Đây nè các bạn ơi, hôm nay hình như được khoảng 10 con á. 10 con cá rô.